nhẹ nhẹ thôi, còn lại nắm đầu nó có bị cái gì nặng lắm rồi. Hai kỹ sư đang thiết kế giá để chảo xoong nồi. Một kỹ sư chuyên bên xây dựng giàn giá, một kỹ sư chuyên bên điện cơ khí. Hai kỹ sư kết hợp để thiết kế ra cái giá để xoong nồi chảo. Mì. Chị Linh chú Hiệp không cho chị em đâu. Quẩy nhờ. À đây 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 đây. Đây. Ôi sao nó trông nó ngay cả.